Xin chào các bạn, ở đây mình có cái chiếc Suzuki V-Strom 250SX. Cái dòng xe này đã được có cái thông tin đăng kiểm ở Việt Nam cho thấy là sẽ đưa về thị trường trong nước. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em là cái xe này nó có diện mạo như thế nào và nó có trang bị gì. Suzuki V-Strom 250SX này nó là một cái dòng ADV gõ nhỏ và nó có vừa đủ những cái trang bị về an toàn cũng như là cái sức mạnh để người dùng có thể sử dụng nó phục vụ cho cái nhu cầu một cách rất là thoải mái. Hiện tại thì mình thấy cái trào lưu anh em chơi những cái dòng xe ADV cỡ nhỏ như thế này rất là nhiều. Cuối tuần anh em mang cái xe này đi vào rừng, đi dã ngoại, rồi trong thời gian đó cắm trại này kia, chúng ta có thể dùng cái xe để nghịch cát, nghịch đất một chút xíu, thì rõ ràng những cái chiếc xe mạnh và an toàn như thế này nó sẽ là lựa chọn của anh em trong thời gian tới. Ở trong nước hiện tại thì trong cái phân khúc này sẽ có một số những cái đối thủ như là BMW G310GS hay là cái chiếc Kawasaki Versys X300. Hiện tại thì đại diện của BMW trong phân khúc này đã không còn. Mình thấy là BMW không còn kinh doanh cái dòng 310 tại Việt Nam nữa. Quay trở lại với cái dòng V-Strom XX250 này thì nếu mà so với cái phiên bản trước đây được ra mắt từ năm 2017, trên cái phiên bản mới này nó đã được làm mới lại, đặc biệt là ở cái phần đầu xe. Giờ đây nó đã được thiết kế hiện đại hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái chóa đèn với những cái hệ thống LED nhiều tầng tách bạch. Và ở hai bên này chúng ta sẽ có hai cái xi nhan vẫn sử dụng bóng halogen mà thôi. Rồi phía trên nè, ta sẽ có một cái kính chắn gió nhỏ nữa. Đi dần xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái mỏ vịt nó kéo dài về phía trước. Đây là cái chi tiết đặc trưng của những cái dòng xe Adventure nói chung. Xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái phần dè chắn bùn to bản đi kèm với cái mâm rất là lớn. Cái mâm này nó có kích thước là 19 inch đến 19 inch, và ở bên trong sẽ có cái đĩa khá lớn với cái công nghệ ABS. Điều đặc biệt là nó có cùm phanh của Bybre. Đây là một cái hãng con, một cái thương hiệu con của Brembo. Nếu mà cái mâm này nó được làm là dạng bánh căm thì mọi thứ mình nghĩ nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Về phuộc thì cũng là phuộc ống lòng thông thường mà thôi. Bắt đầu đi về phía bên hông ha. Ở đây mình sẽ có những cái chi tiết màu vàng, rồi tem xe được dán ở đây. Ở bên dưới của bình xăng thì sẽ có một cái mảng ốp bằng nhựa đen. Rồi ống xả của xe thì là dạng ống xả kép nha, và nó có thiết kế rất là dễ thương. Hai cái ống lồi ra như thế này và nó được làm cái nhựa màu đen bóng ở cái phần đuôi. Ở mâm sau thì sẽ có kích thước là 17 inch và đĩa sau là đĩa đơn, cũng có cái ABS luôn nè. Đó, công nghệ an toàn ABS nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta lưu thông trên đường an toàn hơn trong những cái điều kiện mà thắng gấp đó. Phuộc sau là dạng phuộc lò xo trụ đơn, sơn màu trắng bên trong, kích thước rất là lớn ha. Đi dần về phía trên đi, chúng ta sẽ có yên tách biệt ra hai tầng, rất là thoải mái cho người ngồi lái cũng như là người ngồi sau. Rồi ở đây chúng ta cũng có một cái phần ba ga để có thể gắn thêm phụ kiện, gắn thùng vào để chở người khi cần thiết. Đi lên phía ghi đông đi thì mình sẽ có nổi bật, đó chính là một cái màn hình. Bên trong này sẽ là màn hình LCD đơn sắc mà thôi, không phải là màn hình màu đâu. Và chúng ta sẽ có những cái nút bấm để tinh chỉnh những thông số bên trong màn hình. Rồi ở bên hông này thì anh em nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái cổng USB-A nữa. Có thể để cái sạc cái điện thoại của chúng ta hay là camera hành trình gì đó. Thì gương của xe thì cũng là một cái gương có kết cấu thông thường thôi, không có quá nhiều điểm đặc biệt. Chúng ta có sẵn hai cái phần để bảo vệ cái phần tay côn, tay phanh bên này. Nếu mà đi vào rừng mà gặp những cái cành cây thì nó sẽ bảo vệ tay của chúng ta. Hoặc là khi mà xe mà bị té ngã này kia thì có thể nó sẽ giúp ngăn chặn tình trạng mà chúng ta bị cấn vào cái tay côn hoặc là tay phanh chẳng hạn. Nói về cái phần động cơ thì cung cấp sức mạnh cho cái xe này nó sẽ là một khối động cơ có dung tích xi lanh là 249cc. Và động cơ này nó sẽ chia sẻ từ dòng Gixxer 250 đang được bán ở Việt Nam. Động cơ này thì nó sẽ cho khả năng sản sinh công suất tối đa là 26 mã lực. Mô men xoắn cực đại của nó sẽ là 22 Nm. Đi kèm với đó là hộp số côn tay 6 cấp. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ nhanh với các bạn về cái dòng xe V-Strom XX 250 này. Khả năng cao là xe sẽ được nhập về Việt Nam thôi. Anh em nào mà thích dòng xe này thì có thể trông chờ. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn. Mình là Minh Chính ở đây trên tinh tế.vn.